không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của người dân và đất nước trong tình hình mới. Đó là thông điệp mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi gắm tại cuộc gặp mặt với các cơ quan thông tấn báo chí ngay sau khi nhân sự cấp cao Quốc hội khóa 15 được kiện toàn. Thay mặt 499 đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã gửi gắm quyết tâm, trách nhiệm của mình trước nhân dân. Đó là không ngừng bồi dưỡng năng lực, trình độ, rèn giũa đạo đức, giữ gìn phẩm giá, danh dự và sự liêm chính của người đại biểu, phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Quốc hội thời gian tới không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp và kỷ luật, kỷ cương, quy trình lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Trước hết là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của cái công tác lập pháp này và phải siết chặt cái kỷ luật kỷ cương lập pháp. Và mục tiêu mà Quốc hội luôn luôn theo đuổi là phải xây dựng được một hệ thống pháp luật nó đồng bộ, nó thống nhất, nó có cái tuổi thọ ổn định lâu dài, nó khả thi và nó đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước bền vững cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế. Chúng ta phải khắc phục cho bằng được một cái tình trạng, thứ nhất là luật khung, luật ống. Nhưng mặt khác chúng ta cũng phải khắc phục là có nhiều vấn đề mà thực tiễn cuộc sống vẫn chưa rõ, chưa đủ rõ. Nhưng chúng ta đã quy định quá chi tiết và đóng cứng ở trong luật. Thì lúc đó thì tuổi thọ của luật nó sẽ không được lâu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết trong nhiệm kỳ này, Quốc hội cũng sẽ có những đổi mới, có cơ chế thử nghiệm để đáp ứng mô hình cách mạng công nghệ 4.0. Những cái nào mà cơ chế thử nghiệm mà thẩm quyền của chính phủ thì chính phủ hoàn toàn có thể tự cải thiện. Còn những cái cơ chế thử nghiệm nào cho cái mô hình cách mạng 4.0 này mà thuộc trách nhiệm của Quốc hội bằng pháp lệnh hoặc là luật thì Quốc hội cũng phải tập trung xây dựng để chúng ta có thể có cái tạo điều kiện cho những cái này nó phát triển. Thì kiến tạo phát triển đây là những cái vấn đề các cái thử nghiệm có kiểm soát mà tùy theo đó là các cái quyết sách của chính phủ hoặc là quyết sách của Quốc hội tùy theo thẩm quyền. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, đi tới cùng vấn đề, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, chú trọng công tác xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đổi mới hơn nữa công tác chất vấn, giải trình của Quốc hội. Quốc hội khóa 15 phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, liêm chính và hành động.